Còn một cặp Linh Sam đao điểm này nha các bạn. Cây này cái hoành khoảng 20 nè, cây này cũng khoảng 20, góc khoảng 20. Già cây. Đây một cây. Này mình cắt phôi nha bạn, cắt phôi qua đây đây mình gửi cho bạn. Bên nguyên cái tàng đó nè. Hai cây. Combo hai cây. Hai cây rẻ các bạn, hai cây này nhỏ rẻ. Combo hai cây này, một cặp này. Đây này, cắt cây. Đây lắc hai cây, hai cây 300k bao ship bạn ơi, hai cây còn khoảng 120-130 từ đi ship rồi, cây còn khoảng 120-130, hai cây cặp 300k bao ship, giá rẻ, sinh viên.